nằm chỉ quanh vài khoảng cách. Chúa truyền cho tất cả các thánh tông đồ phân chia ra từng nhóm người, đến 5.000 người đàn ông mà chưa kể đàn bà con nít, có thể lên đến cả vạn người đó. Rồi Chúa bắt đầu, Chúa cầm bánh, Chúa cầm cá, Chúa bẻ ra, rồi Chúa làm gì? Chúa phân phát cho các tông đồ. Sau khi tạ ơn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha đó, phân phát cho các tông đồ phân phát cho dân chúng, thì 5 chiếc bánh và 2 con cá đó mà Đức Cố Hồng Y có viết cuốn sách về 5 chiếc bánh hơn cá, thì chúng ta biết rằng là phân phát cho ít như là 20.000 người đi ăn no nê dư đầy 12 thúng bánh vụn. Sau khi họ ăn no nê đó, thì họ thấy quả thật Đức Giêsu Kitô là có quyền năng của Thiên Chúa, có cái khả năng để mà lật đổ chính quyền, có thể là cái khả năng để mà khôi phục lại cái vương quyền của Thánh Vương David, để mà cho dân Do Thái được có người lãnh đạo đó. Và vì vậy sau cái vụ đó là thứ nhất, cái vụ thứ hai quan trọng lắm theo ông Thánh Gioan Tông Đồ, đó là Chúa Giêsu đến nhà của Lazaro, của Martha và Maria đó. Lazaro chết 4 ngày trời rồi, chôn trong mồ rồi, người ta liệm rồi, người ta 4 ngày nó thối lên rồi. Chúa đến, Chúa truyền cho Lazaro sống lại từ cõi chết. Lazaro đi ra khỏi mộ, rồi Lazaro về nhà ăn uống với Chúa, rồi Lazaro cùng với Chúa Giêsu từ cái làng Betania đó, ở trên đồi, trên đồi đó, đi xuống Jerusalem ở cái thung lũng, thì Lazaro đi với Chúa. Thì khi mà đi với Chúa, người ta thấy thứ nhất là người ta được ăn no, thứ hai là Chúa lại cho sống lại nữa, cải tử hoàn sinh nữa. Thì dân chúng mới lấy lá vạn tuế đó, họ bứt lá, họ chặt lá, rồi trải đường, rồi họ mới cầm họ hoa khô, Hosanna, Hosanna, hoan hô đứng nhân danh Chúa mà người đến đó, tung hô Chúa. Thì họ muốn tôn vương Chúa, cái lễ lá là như vậy. Thì quả thật là người ta muốn tôn vương Đức Giêsu Kitô chỉ như là một cái vị vua, mà vị vua của nhân loại thôi, như David hay là Sao Lê hay là các vua Do Thái, cái kiểu của con người thôi, một vị lãnh đạo chính trị thôi. Thì cái ngày đó là cái ngày dân Do Thái tôn vương Chúa Giêsu. Thì chúng ta biết cái ngày đó là cũng là cái ngày đánh dấu là sau đó cái Chúa sẽ tiến vào trong cái cuộc thương khó đó. Cái hôm đó thì ai nấy cũng vui mừng. Rồi một tuần sau, trong hôm vài ngày sau, thôi 6 ngày sau, thì người ta đã kết án Chúa, người ta đòi đổ máu Chúa trên đầu của người ta. Thì chúng ta biết cái ngày lễ lá là cái ngày quan trọng, cái ngày Chúa tiến vào thành lãnh Jerusalem để cho dân chúng tôn vương, mà thực sự trong lòng của Chúa là tiến vào trong thành lãnh Jerusalem để chịu chết và chết thay cho tất cả nhân loại, cho mỗi một người chúng ta, vì yêu thương chúng ta, để chuộc tội, để gánh tội, để xóa tội chúng ta. Thì cái Chúa muốn làm vua, và Chúa là vua, mà vua đây không phải là vua kiểu chính trị, mà Chúa là vua của con tim, Chúa là vua của tình thương, Chúa là vua của sự hy sinh, Chúa là vua của linh hồn con người, là vua của vũ trụ đó. Thì chúng ta thấy cái ngày Chủ nhật lễ lá là cái ngày tôn vương Chúa Giêsu. Cái lá đó là lá vạn tuế, chúng ta cũng cùng với toàn thể giáo hội tôn vương ngài, nhưng mà biết rằng đây là vua tình yêu chứ không phải là vua kiểu mà chính trị của nhân loại. Dạ vâng. Thì sau lễ lá cái tuần kế tiếp á, thì cũng như chúng con được biết là tuần thánh, thì thưa cha, nếu cái tuần thánh nó có gì khác biệt với những cái tuần lễ khác ở trong mùa chay không thưa cha? Vâng, rất khác. Chúng ta ý thức trong cái tuần thánh là cốt lõi con tim của năm phụng vụ. Anh chị em lần trước chúng tôi có nói rồi, chúng ta có lịch, có âm lịch, chúng ta có dương lịch, và chúng ta có lịch phụng vụ. Phụng vụ là thờ phượng thôi, công việc, cái bổn vụ, cái nghĩa vụ thờ phượng. Thì giáo hội Công giáo Hoàng Vũ chúng ta biết có trên 2 tỷ người Công giáo và Kitô giáo đó, Kitô hữu. Thì theo cái luật này, cái lịch này, để mà biết thờ phượng Chúa, mỗi một ngày có một cái lễ nào đó, một cái ý chỉ nào đó để cầu nguyện và để thờ phượng Chúa, thì chia ra từng mùa một. Thì bây giờ chúng ta chia ra như thế này, theo dương lịch á, chúng ta biết tất cả thế giới cũng đang dùng dương lịch là lịch của Chúa Giêsu thôi. Thì một tuần có 7 ngày, thì cái ngày thứ nhất gọi là Chúa Nhật, luôn luôn cái ngày đầu tiên gọi là ngày Chúa Nhật,
Bởi vì ngày đó đó là ngày Chúa sống lại từ cõi chết. Ngày thứ nhất, ngày Chúa sống lại, ngày phục sinh mà. Thì sau đó chúng ta có thứ hai, thứ ba, thứ tư đến thứ bảy, ba, hai, ba, bảy. Thì cái ngày Chủ nhật là ngày nghỉ ngơi cho mọi người và cách riêng cho người Công giáo, ngày nghỉ ngơi vì Chúa sống lại mà. Thì một tuần có 7 ngày, một ngày nghỉ. Chúa tạo dựng vũ trụ, trong vòng 6 ngày Chúa nghỉ một ngày. Thì cái ngày quan trọng nhất, ngày thánh thiện nhất, ngày linh thiêng nhất là ngày Chủ nhật, ngày của Chúa. Thì trong một năm á cũng vậy, có một cái tuần, một năm có cái tuần, tuần đó kể như là cái tuần thánh, cũng như cái Chủ nhật vậy đó. Thì chúng ta có một tuần thì 7 ngày, thì một năm á 52 tuần, thì dành riêng ra 2 tuần quan trọng lắm. Cái tuần thánh á, cái tuần tuần đó kể như là cộng thêm cái bát nhật phục sinh á, kể như là cái Chủ nhật. Chủ nhật kéo dài, trải dài. À, thì bây giờ cái tuần thánh khác với các tuần của mùa chay như thế nào? Khác cái chỗ này đây là trong cái tuần thánh chúng ta, thứ nhất là chúng ta thấy có lễ lá, rồi lễ lá không được kể là mùa chay đâu, bắt đầu bước vào thôi, bắt đầu rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư, qua thứ năm. Thứ năm á, gọi là tiếng Anh gọi là Maundy, Thursday. Cái chữ Maundy bắt nguồn từ tiếng Latin đó là mandatum. Mandatum là sao? Thứ năm truyền lệnh. Trong ngày thứ năm chuyện gì xảy ra? Trong ngày thứ năm á thì Chúa ăn lễ vượt qua theo luật của người Do Thái với các tông đồ. Sau đó Chúa mới truyền cho các tông đồ cái luật, cái giới răn mới: các con hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương các con. Chúng ta phải yêu như Chúa yêu, yêu với tình yêu của Chúa. Cái lệnh truyền đây không phải là yêu như con người nữa, hay là thương người như thầy thương thân nữa. Tôi thương người như tôi thương tôi, không phải đâu. Tôi thương người như Chúa thương tôi. Tôi thương người như Chúa thương. Đó là cái lệnh truyền mới, cái giai đoạn mới. Thì cái đó thứ nhất. Cái thứ hai, Chúa thiết lập bí tích thánh thể trong ngày thứ năm. Chúng ta trong cái tuần thánh đó, quan trọng là chỗ đó. Rồi trong ngày thứ năm tuần thánh, Chúa là thiết lập bí tích thánh chức, tức là truyền chức thánh. Hãy làm việc này mà nhớ đến ta khi mà Chúa nói là này là mình ta, này là máu ta. Đó là bí tích thánh thể, thấy không? Rồi hãy làm việc này mà nhớ đến ta, đó là bí tích thánh chức. Và cộng thêm á, là Chúa trao cho hãy cầm lấy mà ăn, cầm lấy mà uống đó. Chúa lập bí tích thánh hồn, tức là bí tích hồn phối. Trong cái ngày thứ năm đó là quan trọng, quan trọng lắm. Bắt đầu gọi là thứ năm đó là tam nhật thánh, rồi qua thứ sáu tuần thánh thì hiển nhiên có nghi thức quan trọng, cốt lõi của ngày thứ sáu tuần thánh là suy tôn thánh giá. Thấy không? Hôm thánh giá là một phần thôi, suy tôn thánh giá. Cái ngày đó người Chúa chết mà. Thì chúng ta suy tôn thánh giá của Chúa Giêsu Kitô, bởi vì nhờ của thánh giá mà chúng ta được ơn cứu độ. Thì cái ngày đó là quan trọng. Rồi ngày thứ bảy tuần thánh là cái ngày Chúa chết. Để tối hôm đó chúng ta mừng vòng Chúa phục sinh. Thì cái tuần thánh đó là cái tuần linh thiêng nhất trong tất cả các tuần của cả năm phục vụ. Và khác biệt với tất cả mùa các tuần hay là các ngày khác trong mùa chay ấy, là bởi vì cái tuần đó linh thiêng thánh thiện. Trong cái tuần đó, trong những cái ngày đó, Chúa yêu thương con người đến mức độ cuối cùng, và Chúa trao cho con người tình thương của Chúa. Thì chúng ta thấy sự khác biệt, đó là sự khác biệt của tình thương Chúa. Dạ vâng, chúng con xin cảm ơn cha. Có thể là chúng ta hết giờ rồi, thưa cha. Kính thưa quý vị khán giả, rất tiếc vì thời gian có hạn, chúng tôi xin phép được tạm ngưng chương trình nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến tìm hiểu sống đạo, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, TV Ánh Sáng Tin Mừng, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, Cali 90806. Cha Trường Luân sẽ lần lượt giải đáp thắc mắc cho quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và xin nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho quý vị được tràn đầy hồng ân trong mùa chay thánh này. Xin trân trọng kính chào.